15. Phẩm hiện thế gian. Lại nữa, thiện hiện như có người mẹ sanh và nuôi nấng các con, hoặc 5, hoặc 10, 20, 30, 40, 50, hoặc 100, hoặc ngàn. Người mẹ ấy bị bệnh, mỗi người con ân cần tìm cách chữa trị, họ đều nghĩ, làm sao để mẹ ta khỏi bệnh, sống lâu, an vui, thật không khổ cực, tâm chẳng lo buồn. Bây giờ các con tranh nhau tìm phương cách chữa trị, tìm những món quà đem lại niềm an vui và chăm sóc mẹ, chẳng để rắn rít, mũi nhọn, bò cạp, gió, nóng, đói khát vân vân quấy nhiễu thân mẹ. Lại đem nhiều thứ, món ngon, vật lạ cung kính phụng dưỡng và nói thế này. Mẹ ta rất từ bi, sanh con và nuôi nấng, chỉ dạy các sự nghiệp thế gian, lẽ nào chúng ta không đền đáp thâm ân đó ư? Thiện hiện Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng như vậy, thường dùng Phật nhãn hay các loại phương tiện quan sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra tất cả Phật pháp của chúng ta, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Tất cả Như Lai hiện đang thuyết pháp mười phương thế giới cũng thường dùng Phật nhãn quan sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sạch ra tất cả công đức của Như Lai, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Do đó, nên chư Phật của chúng ta thường dùng Phật nhãn quan sát và hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu để đền đáp công ơn đó, nên không được rời bỏ. Vì sao? Vì tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng của tất cả Như Lai, trái đẳng giác, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được phát sanh những quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề, cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà được phát sanh. Những hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được sanh. Tất cả quả dự lưu cho đến chư Phật đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà được có. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã đàm sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có ân đức lớn đối với các Như Lai. Vì vậy chư Phật thường dùng Phật nhãn và các phương tiện để quan sát và hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào có thể lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì tất cả Như Lai chánh đẳng giác thường dùng Phật nhãn quan sát và hộ niệm, khiến thân tâm họ luôn được an lạc và sự tu tập thiện nghiệp không bị trở ngại. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ vân vân có thể lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương thế giới đều cùng hộ niệm, thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không bị thối lui. Cụ thọ thiện thiện liệt bạch Phật, Như Lai thế tốt dạy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian? Thế nào là chư Phật từ Bát Nhã mà sanh ra? Vì sao Như Lai nói về tướng của thế gian? Phật dạy, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra mười lực, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng của chư Phật. Công đức vô lượng vô biệt này đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra và tăng trưởng, do chứng được những Phật pháp như thế nên gọi là Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra công đức của chư Phật như thế nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật, hay chư Phật từ đó mà sanh ra. Thiện hiện nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể trì bày thật tướng các pháp thế gian, nghĩa là có thể trì bày thật tướng năm uẩn thế gian. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói về thật tướng năm uẩn thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác và Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều nói rõ trì bày thật tướng năm uẩn thế gian? Phật dạy, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều chẳng nói chẳng chỉ bày năm uẩn
sắc vân vân, có thành có hoại, có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh, có tăng có giảm, có vào có ra, có quá khứ, có vị lai, có hiện tại, có thiện có bất thiện, có phu ký, có thuộc về cõi dục, có thuộc về cõi sắc, có thuộc về cõi vô sắc. Vì sao? Vì chẳng phải pháp không vô tướng vô nguyện, có thành có hoại, có sanh có diệt, vân vân, chẳng phải pháp không tạo tác, không sanh không diệt, không tánh, có thành có hoại, có sanh diệt, vân vân. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và Bát Nhã Ba La Mật Đà thâm sâu này đều giảng giải và chỉ bày thời tướng của năm uẩn, mà tướng của năm uẩn đó chính là thế gian. Vì vậy thế gian cũng không có tướng thành hoại sanh diệt. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể chứng biết vô lượng vô số vô biên tâm hành khác nhau của hữu tình. Nhưng trong nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, hoàn toàn không có hữu tình, không có hữu tình để kiến lập và nắm bắt, hoàn toàn không có sắc, cũng không có sắc để kiến lập và nắm bắt, hoàn toàn không có thọ tưởng hành thức, cũng không có thọ tưởng hành thức để kiến lập và nắm bắt. Nói rộng cho đến hoàn toàn không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để kiến lập và nắm bắt. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này đều thuyết và chỉ bày tướng của thế gian. Lại nữa thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chẳng chỉ bày ra sắc, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trong ý nghĩa sâu xa của Đại Bát Nhã Ba La Mật Đà này, Bát Nhã Ba La Mật Đà không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Cũng gì có các sắc, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng có thể đắc đáng được trình bày. Lại nữa thiện hiện, tất cả hữu tình thiết lập ngôn ngữ hoặc có sắc hoặc vô sắc, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc phi hữu tưởng hoặc phi vô tưởng, hoặc thế giới này hoặc tất cả thế giới khác trong mười phương, các hữu tình này hoặc tâm tập trung hoặc tâm phân tán, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nhờ nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên hiểu biết đúng đắn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên biết rõ như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do pháp tánh nên biết như thật tâm của các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do pháp tánh nên biết đúng như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu biết rõ trong pháp tánh còn không có sở hữu hoàn toàn bất khả đắc, huống gì có tâm tập trung hay phân tán của các hữu tình có thể đắc ư? Như vậy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do pháp tánh nên biết như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tịnh, do viễn ly nên biết rõ tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tịnh, do viễn ly nên biết rõ tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thật biết rõ tánh trong sự chấm dứt, sự xa lìa ô nhiễm, sự đoạn diệt, sự tịch tĩnh, sự viễn ly vân vân, còn không có sở hữu bất khả đắc, huống chi lại có tâm hữu tình tập trung hay phân tán mà có thể đắc ư? Như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu do chấm dứt xa lìa sự ô nhiễm, do đoạn diệt, do tịch tịnh, do viễn ly nên biết như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên biết rõ các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si,
Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác? Dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si. Nhưng thật tánh chẳng có tâm tham sân si, cũng chẳng có tâm lìa tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật ấy, tâm và tâm sở pháp còn không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Huống chi có tâm tham sân si và tâm lìa tham sân si có thể đắc ư? Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nên biết rõ như thật các loài hữu tình kia lìa tâm tham sân si. Nhưng thật tánh không có tâm lìa tham sân si và chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật, tâm và tâm sở pháp còn không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Huống chi có tâm lìa tham sân si và tâm tham sân si có thể đắc ư? Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si, hoặc chẳng tham sân si, hoặc chẳng xa lìa tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm này chẳng hòa hợp. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loại hữu tình kia lìa tâm tham sân si, hoặc chẳng xa lìa tâm tham sân si, hoặc chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm này chẳng hòa hợp. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật các loài hữu tình kia có tâm tham hay lìa tham, có tâm sân hay lìa sân, có tâm si hay lìa si. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tập rộng rãi của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm rộng rãi của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm rộng rãi của các loài hữu tình kia, chẳng rộng chẳng hẹp, không tăng không giảm, chẳng đến chẳng đi. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, hoàn toàn vô sở hữu và bất khả đắc, thì cách gì rộng hẹp tăng giảm đến đi? Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm rộng rãi của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm quảng đại của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm quảng đại của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm quảng đại của các loài hữu tình kia, chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng trụ chẳng biến, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, hoàn toàn vô sở hữu và bất khả đắc. Vậy thì cái gì lớn nhỏ đến đi, sanh diệt, trụ, biến, nhiễm tịnh? Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm quảng đại của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia? Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô lượng của các loài hữu tình kia, chẳng có lượng chẳng vô lượng, chẳng trụ chẳng không trụ, chẳng đi chẳng không đi. Vì sao? Vì tự tánh của tâm rốt ráo xa lìa, không còn lậu hoặc, không nương tựa. Như thế sao có thể nói có lượng hay vô lượng, có trụ hay không trụ, có đi hay không đi? Như vậy,
Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tầm vô lượng của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia đều không có tướng tâm. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả tâm là không. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm không kiến chấp, không ngăn ngại của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc không thể thấy của các loài hữu tình kia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc không thể thấy của các loài hữu tình kia? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc không thể thấy của các loài hữu tình kia, năm loại mắt chư Phật đều không thể thấy được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả tâm đều là không. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm vô sắc không thể thấy của các loài hữu tình kia. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loại hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loại hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co, duỗi là dựa vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc cò, hoặc duỗi, nghĩa là chưa Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co duỗi đều dựa vào sắc cho đến thức, chấp ngã và thế gian, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc cũng thường cũng vô thường, hoặc chẳng thường chẳng vô thường, đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức, chấp ngã và thế gian, hoặc hữu biên hoặc vô biên, hoặc cũng hữu biên cũng vô biên, hoặc chẳng hữu biên chẳng vô biên, đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức chấp Như Lai nhập diệt rồi, hoặc có hoặc chẳng có, hoặc cũng có cũng chẳng có, hoặc chẳng có chẳng chẳng có, đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Nương vào sắc cho đến thức chấp mạng, hoặc chính thân mình hoặc thân người khác, đây là chắc thật, ngoài ra đều là ngu dối. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, biết rõ như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện, hoặc mất đi, hoặc co, hoặc duỗi. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều giống chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không cảnh giác, không hí luận, không sở đắc. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên biết rõ như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đồng thời cũng như thật biết tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, xuất hiện, mất đi, co duỗi đều giống chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không cảnh giác, không hí luận, không sở đắc. Thiện hiện nên biết chân như của tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình, hiện mất co duỗi tức là chân như của năm uẩn, chân như của năm uẩn tức là chân như 12 xứ, chân như 12 xứ tức là chân như của 18 giới.
Trần như của 18 giới tức là trần như của tất cả pháp. Trần như của tất cả pháp tức là trần như của 6 pháp Ba La Mật Đa. Trần như của 6 pháp Ba La Mật Đa tức là trần như của 37 pháp Bồ Đề Phần. Trần như của 37 pháp Bồ Đề Phần tức là trần như của 16 không. Trần như của 16 không tức là trần như của 8 giải thoát. Trần như của 8 giải thoát tức là trần như của 9 định thứ đệ. Trần như của 9 định thứ đệ tức là trần như của 3 môn giải thoát. Trần như của 3 môn giải thoát tức là trần như của 10 lực Như Lai. Trần như của 10 lực Như Lai tức là trần như của 4 điều không sợ. Trần như của 4 điều không sợ tức là trần như của 4 sự hiểu biết thông suốt. Trần như của 4 sự hiểu biết thông suốt tức là trần như của Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả. Trần như của Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả tức là trần như của 18 pháp Phật bất cộng. Trần như của 18 pháp Phật bất cộng tức là trần như của trí nhất thiết. Trần như của trí nhất thiết tức là trần như của trí đạo tướng. Trần như của trí đạo tướng tức là trần như của trí nhất thiết tướng. Trần như của trí nhất thiết tướng tức là trần như của pháp thiện bất thiện vô ký. Trần như của pháp thiện bất thiện vô ký tức là trần như của pháp thế gian và xuất thế gian. Trần như của pháp thế gian và xuất thế gian tức là trần như của pháp hữu lậu và vô lậu. Trần như của pháp hữu lậu và vô lậu tức là trần như của pháp có tội vô tội. Trần như của pháp có tội vô tội tức là trần như của pháp tạp nhiễm thanh tịnh. Trần như của pháp tạp nhiễm thanh tịnh tức là trần như của pháp hữu vi vô vi. Trần như của pháp hữu vi vô vi tức là trần như của ba đời. Trần như của ba đời tức là trần như của ba cõi. Trần như của ba cõi tức là trần như của quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Trần như của quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán tức là trần như của độc giác bồ đề. Trần như của độc giác bồ đề tức là trần như của tất cả hạnh đại bồ tát. Trần như của tất cả hạnh đại bồ tát tức là trần như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Trần như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là trần như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Trần như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tức là trần như của tất cả hữu tình. Thiện hiện nên biết chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc chân như của tất cả hữu tình hoặc chân như của tất cả pháp đều chẳng lìa nhau, vì chẳng lìa nhau nên vô tận không hai không thể phân biệt. Thiện hiện nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chứng được chân như rốt ráo của tất cả pháp mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đó nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chư Phật là mẹ chư Phật và có thể chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Thiện hiện nên biết như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể như thật giác ngộ chân như của các pháp tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác. Do như thật giác ngộ tướng của chân như nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã chứng chân như thật tướng các pháp rất là thậm thâm, khó thấy khó hiểu. Tất cả Như Lai chánh đẳng giác đều dùng thật tướng chân như các pháp để chỉ rõ phân biệt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Chân như này thậm thâm vi diệu, ai mới có thể tìm hiểu? Chỉ có Đại Bồ Tát ở ngôi vị bất thối và bậc A-la-hán đầy đủ chánh kiến hết lậu hoặc, nghe Đức Phật thuyết về chân như thâm sâu này mới có thể tin hiểu được, vì họ mà Như Lai dựa vào tướng chân như mà chính Ngài đã chứng được để phân biệt và chỉ bày. Phật dạy: Thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì chân như vô tận nên rất thâm sâu, chỉ có Như Lai mới hiện chân như vô tận của đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn: Do đâu Phật chứng được chân như vô tận? Thiện hiện: Do chân như Phật có thể chứng được chân như vô tận này. Bạch Thế Tôn: Như Lai chứng được chân như vô tận nào? Thiện hiện: Như Lai chứng được chân như vô tận của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn: Chân như các pháp do đâu vô tận? Thiện hiện: Do tất cả pháp đều vô tận nên tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc chân như vô tận của tất cả pháp.
đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì các hữu tình hiển bày phân biệt tướng trần như của tất cả pháp, do đó nên gọi là người thuyết như thật. Lúc bấy giờ các thiên tử dục giới sắc giới trong 3.000 đại thiên thế giới đều đem các thứ hương hoa vi diệu của cõi trời từ xa dài đến cúng dường Thế Tôn, đi đến gặp Phật đảnh lễ sát chết Ngài, rồi lui đứng qua một bên đồng bạch Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa thầm sầu mà Như Lai đã thuyết lấy gì làm tướng. Phật dạy các thiên tử nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy không vô tướng vô nguyện làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lấy hư không, không tạo tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tánh, không tướng, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng một, chẳng khác, không đến, không đi làm tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có vô lượng các tướng như vậy. Thiên tử nên biết các tướng này, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đều dựa vào thế tục và đói, chứ không dựa vào thắng nghĩa. Thiên tử nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với những tướng như vậy, tất cả trời, người, Atula, vân vân trong thế gian, đều không thể phá hoại. Vì sao? Vì tất cả trời, người, Atula, vân vân trong thế gian cũng có tướng như vậy. Thiên tử nên biết, các tướng không thể phá hoại các tướng không thể biết rõ các tướng không thể phá hoại vô tướng, các tướng không thể hiểu rõ vô tướng không thể phá hoại các tướng, vô tướng không thể hiểu rõ các tướng, vô tướng không thể phá hoại vô tướng không thể hiểu rõ vô tướng. Vì sao? Vì tướng hoặc vô tướng, hoặc tướng vô tướng đều vô sở hữu. Phá